Xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Phúc An TV. Bản tin sáng nay 16 tháng 5, Phúc tiếp tục cập nhật thông tin vui về Tuyết Nhung. Cách đây 1 giờ đồng hồ thì Tuyết Nhung cũng đã thông báo thông tin vui để gửi đến với tất cả cô chú anh chị khán giả luôn yêu mến đàn gà con, yêu mến và ủng hộ Tuyết Nhung. Đó là thông tin vui về show diễn sắp tới đây sẽ được Tuyết Nhung cập nhật liên tục để gửi đến với tất cả mọi người luôn theo dõi và ủng hộ Tuyết Nhung. Và thông tin vui tiếp theo đó là thông tin vui về bài hát mà Tuyết Nhung song ca cùng với Dắt Long, đó là bài hát Tân Cổ Căn Nhà Màu Tím. Sáng nay Tuyết Nhung rất là vui khi bài hát này đã lọt vào top 26. Và đến thời điểm này Phúc cập nhật thì bài hát song ca của Tuyết Nhung và Dắt Long đã đạt hơn 172.000 lượt xem. Đây là một con số lượt xem tuyệt vời mà khán giả cộng đồng mạng yêu mến Tuyết Nhung đã cày cuốc sau 2 ngày vừa qua. Đó là thông tin rất là vui. Thì Tuyết Nhung thông báo như thế này để nói về ca khúc Tân Cổ Căn Nhà Màu Tím. Niềm vui sáng sớm lọt top 26 rồi cả nhà ơi. Em có đội cài view hùng hậu quá. Cảm ơn cả nhà. Chúc cả nhà buổi sáng an vui. Đó là thông tin vui mà Tuyết Nhung chia sẻ về bài hát Tân Cổ Căn Nhà Màu Tím được thể hiện bởi Tuyết Nhung cùng với Dắt Long. Tiếp theo là thông tin về lịch trình show diễn cũng đã được Tuyết Nhung cập nhật. Đầu tiên là show ngày 19 tháng 5 tại phòng trà không tên. Đây là show của ca sĩ Quang Linh. Trong show này thì Tuyết Nhung và Dắt Long là ca sĩ khách mời. Show này chỉ có 3 ca sĩ, đó là ca sĩ chính Quang Linh, rồi Tuyết Nhung, rồi Dắt Long. Thì trong chương trình này sẽ có màn song ca của Tuyết Nhung và Dắt Long, một bài hát mà hiện tại cộng đồng mạng được biết đến rất là nhiều. Đó là bài hát Tân Cổ Căn Nhà Màu Tím. Rất là tuyệt vời, phải không cả nhà? Tiếp theo là 21 tháng 5 là show Vạn Phước, chùa Vạn Phước, quận 11 sẽ diễn ra vào buổi tối ngày 25, 22 tháng 5 tại chùa Pháp Vân của quận Tân Phú và chùa Vạn Đức, Bình Tân. Chương trình này diễn ra vào buổi tối ngày 23 tháng 5 tại Hải Phòng, tại phòng trà Obus. Đây là một chương trình mà rất đông đảo cô chú anh chị khán giả tại Hải Phòng và Hà Nội đang rất là chờ đợi show này, vì trong show này Tuyết Dung và Dắt Long lại xuất hiện song ca cùng với nhau. Và bài hát Căn Nhà Màu Tím cũng sẽ là bài mà được khán giả chờ đợi. Được biết hiện tại bài hát Căn Nhà Màu Tím lần đầu tiên Tuyết Nhung và Dắt Long đã thể hiện thì quá tuyệt vời. Giờ đây lại tiếp tục được sự hướng dẫn từ ca sĩ Mạnh Quỳnh, khi mà Dắt Long đã gửi cái bản nhạc lời hát của Tuyết Nhung và Dắt Long sang cho ca sĩ Mạnh Quỳnh. Ca sĩ Mạnh Quỳnh đã chỉ bảo hướng dẫn. Vì vậy lần này khi thể hiện trên sân khấu vào ngày 19 tháng 5 tại phòng trà không tên, cũng như 23 tháng 5 tại phòng trà Orbis tại Hải Phòng, thì chắc chắn bài hát Tân Cổ Căn Nhà Màu Tím được thể hiện bởi Tuyết Nhung và Dắt Long sẽ chỉnh chu hơn, tròn trịa hơn và
màn diễn xuất sẽ hay hơn. Vì vậy cô chú anh chị khán giả hãy chờ đợi live show mini này tại Hải Phòng nha cả nhà. Và đặc biệt bầu show tại Hải Phòng cũng đã liên hệ với quản lý của Giác Long là Bảo Bảo, sẽ thông báo đến với cô chú anh chị khán giả không có điều kiện đến xem trực tiếp tại phòng trà Orbis tại Hải Phòng thì sẽ đăng ký mua vé online để xem tại nhà. Vì giá vé tại phòng trà Orbis được biết là giá 250.000 đồng chưa bao gồm thức uống, để tạo điều kiện có thêm thu nhập để trang trải chi phí thì bầu show quyết định sẽ bán vé online. Đây là điều rất là vui, rất là tuyệt vời khi mà rất đông đảo cô chú chị khán giả không có điều kiện để xem trực tiếp tại phòng trà Orbis ở Hải Phòng thì có thể đặt mua vé. Thì thông tin này sẽ được cập nhật liên tục, khi nào có số điện thoại hotline chính thức thì Phúc sẽ thông báo để gửi đến với cô chú anh chị. Chúng ta sẽ đặt mua vé xem online. Ngày 31 tháng 5 thì Tuyết Nhung sẽ có show tại New Rosan, và trong chương trình này thì Tuyết Nhung sẽ biểu diễn cùng với nam ca sĩ trẻ là một người em sẽ biểu diễn cùng với Tuyết Nhung. Đây là show mà cũng rất là nhiều cô chú anh chị chờ đợi, đó là show Mùa Hạ Dấu Yêu. Trong show này Tuyết Nhung sẽ biểu diễn cùng với Quỳnh Triệu Phú là nam ca sĩ trẻ là một người em. Chương trình này diễn ra vào lúc 19 giờ tại phòng trà New Rosan, địa chỉ là số 9 Lê Dũng, thành phố Đà Nẵng, và số điện thoại hotline liên hệ gặp Mít Hằng 0917 950 952. Đó là show vào ngày 31 tháng 5 tại Đà Nẵng của Tuyết Nhung cùng với Quỳnh Triệu Phú. Đặc biệt là show ngày 1 tháng 6 cũng tại Đà Nẵng, trong chương trình này vẫn tiếp tục cùng với Quỳnh Triệu Phú nha cả nhà. Tiếp đó là show biểu diễn vào ngày 4 và 5 tháng 6 tại Châu Đốc, An Giang. Đây là show hàng năm mà đàn gà con biểu diễn. Được biết trong show này có rất là nhiều ca nghệ sĩ, hơn 100 ca nghệ sĩ tham gia chương trình này, thì đàn gà con Quỳnh Trang, Thiên Ngân, Tuyết Nhung đều tham gia cùng với Giác Long, Trường Sang và Trường Huy cũng như Di Dân Âu. Bởi vậy trong chương trình này thì đàn gà con sẽ có mặt và sẽ tái ngộ với nhau trên sân khấu hát để phục vụ khán giả bà con trong cái lễ hội Núi Sam, Châu Đốc, An Giang. Đây là toàn bộ lịch diễn mà Tuyết Nhung thông báo có đến thời điểm này, là đến ngày 4 và 5 tháng 6. Đặc biệt là show diễn vào ngày 19 tháng 5 sắp tới đây tại phòng trà không tên, trong show cùng với ca sĩ Quang Linh. Rồi show 23 tháng 5 tại Hải Phòng mà rất là nhiều cô chú anh chị khán giả chúng ta đang rất là chờ đợi, cùng với Giác Long, vì bài hát Căn Nhà Màu Tím hiện nay đang rất hot, đang rất được cô chú anh chị khán giả yêu mến. Rất là nhiều cô chú anh chị khán giả đang tiếp tục cài view cho ca khúc này của Tuyết Nhung, và rất là nhiều lời bình luận của cô chú anh chị khán giả gửi đến với Tuyết Nhung. Thì Phúc cũng đọc một vài bình luận để minh họa cho thấy khán giả vô cùng yêu mến và ủng hộ Tuyết Nhung, Giác Long với ca khúc Tân Cổ Căn Nhà Màu Tím. Tuyết Nhung ơi, cô xem lại clip cách đây 10 năm
cũng tại phòng trà không tên. Lúc ấy, ba Quỳnh và mẹ Nhung của con cũng hát bài Căn Nhà Màu Tím. Ba Quỳnh con lo nhìn mẹ Phi Nhung đắm đuối, nên ba Quỳnh con quên lời một đoạn. Bây giờ tới Giác Long nhìn đắm đuối con, nên con quên lời. Rất là vui phải không cả nhà? Vì trong cái đêm nhạc mini show đầu tiên, một bài hát đầu tiên, Căn Nhà Màu Tím, lần hát đầu tiên của cặp đôi Tuyết Nhung và Giác Long, cũng có một chút gọi là đắm đuối khi mà Giác Long nhìn Tuyết Nhung thì Tuyết Nhung quên lời. Giống như cô khán giả chia sẻ về 10 năm trước khi mà Mạnh Quỳnh, Phi Nhung thể hiện cũng tại phòng trà không tên, thì Mạnh Quỳnh lo mãi nhìn ca sĩ Phi Nhung mà quên lời. Bao nhiêu năm chờ đợi kể từ khi Phi Nhung ra đi, bây giờ mới được nghe lại Căn Nhà Màu Tím. Giác Long Tuyết Nhung hát hay ngọt ngào, lưu luyến dễ thương. Đúng là cặp đôi song ca trẻ đẹp trời phú. Cảm ơn hai cháu hát hay ăn hí hợp nhau nhất. Đêm tâm sự thành công tốt đẹp, được khán giả hâm mộ yêu thương. Cô chú ủng hộ hai cháu hát hay tuyệt vời, tâm thiện đáng yêu nhất. Thì nhận được lời bình luận yêu mến này từ khán giả Khải Nguyễn, thì Tuyết Nhung cũng có trả lời: cả nhà nghe thấy được không ạ? Do lần đầu tiên hát nên có nhiều sơ sức, cả nhà thông cảm cho hai em nhé. Lần đầu hai đứa hát như vậy là tốt lắm rồi. Quá tuyệt vời phải không cả nhà? Sau gần 3 năm không được nghe cặp đôi huyền thoại Phi Nhung Mạnh Quỳnh hát live, ngày 9 tháng 5, một cặp đôi trời sinh hát hay lại truyền cảm đi vào lòng người nghe. Chúc hai con luôn thành công trên con đường nghệ thuật và là một cặp đôi khán thính giả yêu thích nhất, và sẽ được đi biểu diễn khắp mọi nơi trong nước cũng như ở nước ngoài hai con nhé. Rất là tuyệt vời phải không cả nhà? Cả nhà ơi, hãy tiếp tục cài view cho Tuyết Nhung với ca khúc Căn Nhà Màu Tím nha cả nhà, cũng như cài view cho Giác Long với ca khúc Út Ơi Sao Nở Vội Lấy Chồng trên kênh YouTube Giác Long Official. Còn kênh YouTube của Tuyết Nhung đó là Phạm Tuyết Nhung Singer. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe chia sẻ cùng với Phúc. Hãy cho Phúc xin một like cũng như đăng ký kênh nếu cô chú anh chị chưa đăng ký. Đặc biệt là hãy ấn vào chuông để nhận được những thông tin mới nhất từ Phúc An TV. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.